chi và hãy cùng mình chinh phục giải chạy Cua Marathon Huế 2024. Mình là Việt Anh và hãy cùng mình chinh phục đường chạy Cua Marathon Huế 2024 nhá. Yes. Xin chào tất cả các bạn, mình là Minh Đức, cùng mình tham gia giải chạy Cua Marathon Huế 2024 nhá. Mình là Văn Anh, hãy cùng mình chinh phục giải chạy Cua Marathon Huế nhá. Mình là Bảo An, cùng mình chinh phục giải chạy Cua Marathon Huế nha. Cùng chào đón lên khu vực sân khấu này, Thiên Lý, Bảo An và Tám Thuốc Đồng Chi. Cùng nhau chào đón cái ca tỉa và Hoàng Hô. Chấp chấp dự án Văn Anh và Cứng Minh Đức. Chào đón lên sân khấu Ba Bà Bự Chưa Nhá. Mời cuốn mọi người ơi, đứng lên đi, quẩy lên đi, lắc lên đi, hãy cùng cuốn vỗ tay nào, hãy cùng cuốn cuốn. Mình cùng nhau đứng lên nào, quẩy lên nào, lắc lên nào, hát lên nào, cùng cuốn vận động mỗi ngày. Cô lắc chạy nhiều hay cứu nhau, em cảm thấy sao? Đường chạy hôm nay thực sự là rất là đặc biệt vì có những chướng ngại vật và những thử thách cho các bạn nhỏ vượt qua sẽ khiến việc chạy của các bạn vui hơn rất nhiều. Về đích rồi. Chúc mừng. Khải vừa mới tham gia một đường chạy rất là dài, rất là mệt. Nhưng mà Khải đã uống một hộp sữa Cool rồi và Khải đã có năng lượng trở lại rồi. Các bạn cũng vậy nha. Nếu như mà muốn có một sức khỏe thật là tốt thì mỗi ngày nhớ uống một hộp sữa Cool nha.